chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, Ngọc Hương có một đứa cháu 2 tuổi mà kỳ lắm nha cô. Cháu chỉ thích ăn cháo, không thích ăn cơm. Cô thì thấy đâu có gì lạ, là vì thường thường các cháu bé rất là thích ăn cháo, là vì cháo mềm, là dễ nuốt nữa. Nhưng mà khổ nổi á, mẹ của đứa nhỏ chỉ biết nấu mỗi cái cháo thịt bằm thôi. Mà Ngọc Hương nhìn cháo thịt bằm mỗi ngày á, Ngọc Hương đã ngán rồi. Nói chi là em nhỏ đúng không cô? Vì vậy rất là hy vọng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình nè sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả những cái món cháo để có thể làm phong phú thực đơn cho các bé yêu. Như vậy thì rất là phù hợp với chủ đề của chương trình ngày hôm nay rồi. Hôm nay cô dự định là giới thiệu cho quý vị khán giả và Ngọc Hương nữa nè, một món cháo đảm bảo là không có đụng hàng, nhưng mà cũng phải đảm bảo tiêu chí là nhanh trong tích tắc tích tắc. Đúng rồi, đó là món cháo tôm nếp cẩm. Để thực hiện món cháo tôm nếp cẩm thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ít nếp cẩm, nuôi sao, tôm bằm nhỏ, nấm rơm với lại hành ngò, một ít củ hành tím băm, nước dùng, dầu ăn, các loại gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon. Cô Thảo ơi, Ngọc Hương thấy món cháo tôm nếp cẩm này mình sử dụng nếp thường cũng được. Cô phải sử dụng nếp cẩm chi cho mình mắc công nha cô. Nếp cẩm thì nó sẽ đặc biệt hơn chứ, vì sau khi mình nấu xong thì cái món cháo tôm nếp cẩm này sẽ có màu tím của nếp cẩm rất là đẹp. Ngoài ra nếp cẩm thì nó cung cấp nhiều vitamin B1 lắm đó. Dạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ rang nếp cẩm trước. Trong khi chờ cho Ngọc Hương rang nếp cẩm thì cô sẽ ướp đến cái phần nguyên liệu là tôm này. Cô sẽ ướp vào đây một ít củ hành tím băm nhỏ, một nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Dạ. Một ít tiêu. Sau đó trộn đều lên. Cô Dự Thảo ơi, mình rang nếp đến khi nào là được hả cô? Đến khi mà cái hạt nếp hơi bung ra một chút xíu và có mùi thơm là được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ trút cái phần nếp cẩm này ra. Tiếp tục thì Ngọc Hương sẽ đặt chảo trở lại và chúng ta rang cái phần nuôi này. Mình cũng phải rang nuôi luôn hả cô? Đúng rồi, mình phải rang nuôi, là vì khi mà rang nuôi xong thì khi ta nấu cái món cháo tôm nếp cẩm này, cái phần nuôi sẽ nở mềm mà không bị nát, mà không bị dính món cục trong cái quá trình chúng ta nấu nữa. Hay quá, em sẽ lưu ý điều này. Chúng ta sẽ rang nuôi để nuôi khi nấu được chín mềm và không bị món cục. Trong khi Ngọc Hương rang tiếp cái phần nuôi thì cô sẽ chuẩn bị một cái nồi áp suất để rút ngắn cái thời gian nấu. Yeah. Cô sẽ cho nước dùng vào, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 lít nước dùng và sẽ cho luôn cả cái phần nếp cẩm này vào. Và bây giờ cô sẽ đặt nồi lên bếp và cô nấu cái phần nếp cẩm trước để cho nếp cẩm chín mềm. Phần nước dùng và nếp cẩm này Ngọc Hương bật lên bếp giúp cho cô. Yeah. Trong thời gian chúng ta chờ cho nếp nở thì mình sẽ chuẩn bị sang những cái nguyên liệu còn lại. Phần hành ngò này chúng ta sẽ cắt nhỏ và nấm rơm chúng ta sẽ cắt lát mỏng. Sau khi chúng ta đã cắt xong nấm rơm rồi thì bây giờ mình cắt đến phần hành ngò. Mình cắt nhỏ luôn hả cô Thảo? Đúng rồi, mình sẽ cắt nhỏ luôn. Trong khi chờ cho cháo chín thì Ngọc Hương lấy cho cô một cái chảo. Lưng lệnh cô Dự Thảo. Nè, có một cái chảo. Rồi Ngọc Hương bật bếp lên. Chờ cho chảo nóng nè, sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu đã nóng rồi thì mình sẽ cho hành tím băm vào. Các nguyên liệu còn lại là gồm có tôm băm nè, chúng ta sẽ xào tôm băm cho thật là thơm và tiếp tục chúng ta sẽ cho nấm rơm vào xào. Khi mà cho tôm và nấm rơm vào xào chín như vậy, cho vào cháo sẽ làm cho cháo thơm ngon hơn rất là nhiều. Dạ, thêm một mẹo nhỏ nữa dành cho quý vị khán giả. Chúng ta sẽ xào tôm và nấm rơm trước khi nấu để món ăn của chúng ta được thơm ngon. Rồi, hành đã vàng rồi, cho tôm vào xào. Thơm quá cô Thảo ơi. Tôm xào vừa mới hơi chín thôi, mình lại tiếp tục cho nấm rơm vào, vì nấm rơm á cũng là một cái nguyên liệu cần phải chín kỹ. Dạ. Xào như vậy là được rồi hả cô Thảo? Được rồi rồi đó Ngọc Hương. Rồi bây giờ cô sẽ trút hết cái phần này ra. Dạ. Thơm ơi là thơm luôn. Sau khi nấu cháo trong nồi áp suất được khoảng 10 phút rồi, bây giờ Ngọc Hương tắt bếp nè. Dạ. Rồi chúng ta cũng sẽ làm nguội cái nồi bằng cách là chúng ta sẽ xả bớt cho cái phần hơi này ra. Thơm mùi nếp cẩm đó Thương. Đúng rồi, mùi nếp cẩm rất là thơm. Sau khi chúng ta xả hết hơi rồi, chúng ta sẽ mở nắp ra. Và phần nếp cẩm bây giờ cũng đã nở và chín mềm. Rồi cô sẽ cho phần nuôi này vào. Bỏ nuôi sao vào con nếp cẩm cô nấu. Cô cho hết nuôi sao vào, Ngọc Hương đặt lên bếp giúp cho cô trở lại nha. Dạ. Và cô nêm thêm vào một muỗng cà phê hạt nêm aji ngon nữa. Dạ. Rồi, muốn cho mùi vị của món cháo thơm ngon hơn thì giai đoạn cuối cùng này chúng ta còn cho thêm khoảng chừng một muỗng cà phê nước mắm nữa.
cuối cùng thì cô sẽ cho cái phần tôm bằm với lại nấm rơm chúng ta đã xào lúc nãy vào. Dạ. Cô trộn đều và những cái nguyên liệu này bây giờ đã chín rồi cho nên chỉ cho vào thôi và có thể tắt bếp được rồi. Chúng ta sẽ rắc một ít hành ngò lên, một chút xíu tiêu nữa, thêm một vài nhánh ngò cho đẹp. Phần của Ngọc Hương đây. Dạ, cảm ơn cô Thảo. Muỗng. Cháo tôm nếp cẩm, màu sắc thì rất là đặc trưng bởi vì màu này chỉ có nếp cẩm mới có thôi. Bên trong phần nếp cẩm này thì ngoài phần nếp cẩm thì chúng ta còn có những nhánh đuôi sao rất là dễ thương nè, rồi còn có tôm và nấm nữa. Còn vị thì thế nào? Tôm thì ngọt nè, đuôi sao thì mềm, nếp thì cũng đỡ mềm luôn. Và đặc biệt gia vị, cô cho vào hạt nêm Aji ngon, là món ăn của chúng ta thật là đậm đà và hấp dẫn đó cô Thảo. Món ngon. Cha bé yêu. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mong chờ những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chương trình mỗi ngày một phong phú và hấp dẫn hơn. Mọi thư từ góp ý gửi về hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 930 8794. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.